Xin chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay thì khối không khí lạnh ở phía Bắc được tăng cường trở lại, kết hợp thêm với vùng hội tụ gió trên cao nên Bắc Bộ tiếp tục nhiều mây và có mưa dông, tập trung chính tại khu Đông Bắc và Đồng bằng Bắc Bộ. Trong đêm nay và sáng ngày mai thì rãnh áp thấp này vẫn còn tồn tại. Vì thế ở tại các tỉnh ở miền Bắc vẫn còn nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Trong đó khu vực ven biển và các tỉnh ở phía Nam của vùng Đồng bằng Bắc Bộ là Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định sẽ là những nơi có khả năng cao xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Sự xuất hiện của những cơn mưa không chỉ khiến cho đường xá trở nên trơn trượt, ảnh hưởng đến lưu thông của người dân mà còn khiến cho nền nhiệt trong đêm nay ở các tỉnh miền Bắc tiếp tục hạ thấp, chỉ còn khoảng từ 21 đến 23 độ, riêng khu vực vùng núi nhiệt độ xuống dưới 20 độ. Vì thế chúng ta sẽ có cảm giác se se lạnh về đêm và sáng sớm, riêng vùng núi trời rét nhẹ. Sang ngày mai thì rãnh áp thấp yếu dần, vùng thấp phía Tây có xu hướng phát triển và mở rộng về phía Đông. Vì thế mưa sẽ giảm dần nhưng trời vẫn còn nhiều mây và chỉ hửng nắng nhẹ, nên nhiệt độ vẫn khá mát mẻ ở phía Đông Bắc Bộ, mức nhiệt cao nhất ngày mai dao động là từ 28 đến 31 độ. Trong khi đó ở phía Tây, nhiệt độ sẽ tăng lên mức từ 31 đến 33 độ. Rãnh áp thấp cũng có tác động đến thời tiết các tỉnh phía Bắc miền Trung là các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, khiến cho khu vực này tiếp tục có mưa rải rác trong đêm nay và sáng sớm ngày mai. Tuy nhiên sang đến ngày mai thì rãnh thấp yếu đi, những cơn mưa dông ở khu vực Bắc miền Trung giảm dần, trời có nắng trở lại nhưng cường độ nắng không mạnh, vì thế mức nhiệt ngày ở đây tăng nhẹ, phổ biến là từ 31 cho tới 32 độ. Các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ nhỉnh hơn, ở ngưỡng là 32 đến 33 độ. Trong khi đó, khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, thời tiết ít thay đổi, ít mưa, ban ngày trời nắng, nên nhiệt độ tiếp tục dao động từ 33 đến 35 độ. Xa hơn về phía Nam, trong đêm nay và ngày mai, ở khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên tiếp tục chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp xích đạo có xu hướng nâng trục lên phía Bắc. Vì thế, ban ngày trời tạnh giáo và có nắng với nhiệt độ cao nhất duy trì ở mức từ 28 đến 31 độ ở Tây Nguyên và 31 đến 34 độ ở Nam Bộ. Một số nơi vẫn có nắng nóng cục bộ như Kon Tum, Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh và thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng về chiều tối và đêm thì khu vực này tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có điểm mưa khá, kèm theo cả lốc xoáy và gió giật nguy hiểm. Vì thế người dân cần phải hết sức lưu ý. Tuy nhiên tình trạng mưa này cũng không kéo dài lâu vì từ khoảng ngày mùng 5 trở đi thì rãnh mây dông hoạt động yếu dần, mưa giảm nhanh xuống diện vài nơi, ban ngày trời nắng và nhiệt độ lại tăng trở lại. Ở trên biển trong đêm nay và ngày mai trên khu vực Biển Đông bao gồm cả hai huyện đảo là Hoàng Sa và Trường Sa, phổ biến là gió đông nam đến nam mạnh cấp 3, cấp 4. Sóng thấp, biển êm, những cơn mưa dông thì không xuất hiện nhiều, vì thế mà các phương tiện hàng hải vẫn có thể diễn ra thuận lợi. Như vậy là đêm nay thì mưa rào và dông vẫn diễn ra ở nhiều nơi ở khu vực Bắc Bộ và khu vực Bắc Trung Bộ. Sang ngày mai thì mưa giảm dần, trời hửng nắng nhưng nền nhiệt vẫn mát mẻ. Các khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Bản tin thời tiết tổng hợp tối mùng 3 tháng 5 của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC cũng xin được khép lại tại đây. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.